Xin chào mọi người ơi. Thì video tiếp theo đây thì em xin giới thiệu với mọi người về một loại sen đá. Tại vì mấy video trước thì em cũng đã giới thiệu về một số loại cây như là cây sơn rồng bông nè, hay là một loại cây, những loại cây khác mà em đã chia sẻ với mọi người. Thì đợt này em sẽ nói chia sẻ với mọi người về một loại cây, đó là sen đá chuỗi ngọc. Đó, rất là đẹp đúng không? Mình nghe cái tên của nó thì đã thấy là rất là đẹp rồi. Nó mọi người tên tên. Thì mọi người xem này. Sen đá chuỗi ngọc này. Sen đá chuỗi ngọc này là một loại sen đá mà rất là đẹp và rất là nhiều người yêu thích nha mọi người. Thì nó có cái tên gọi khác như là sen đá ngọc thạch này. Đó, sen đá cẩm thạch. Đó, sen đá tràng hạt thạch. Đó mọi người. Nhiều cái tên gọi khác. Và cây này thì nó có nguồn gốc từ xuất xứ từ miền Nam này, đất nước Mexico xinh đẹp. Đó, hiện nay thì ngày càng phổ biến tại Việt Nam và chủ yếu là ở vùng Nam Trung Bộ. Thì cây này cũng thường gọi với cái tên khác như là cây chuỗi này, cây chuỗi xanh này, hay là cây chuỗi Đà Lạt, hay là cây chuỗi nguyên sản. Đó, về cái đặc điểm của cây sen đá chuỗi ngọc này thì là một loại sen mà thuộc loại cây mà nó mọc nước và nó có mọc nhiều nhánh và thân hình nó rất là mềm mại đó mọi người. Và các cành nhánh của cây thì nó thường rủ xuống nên là đa số là người trồng đều phải đặt trong chậu và có thể treo lên thì nó sẽ rất là đẹp đấy mọi người. Đến lúc mà nó mà nó có nhiều mầm mà nhiều quá nó sẽ bị rũ, nó sẽ rũ xuống như thế này, rất là đẹp đó mọi người ơi. Và cây thì có kích thước khá là nhỏ đó mọi người, nó có thể tầm 5 đến 10 cm thôi mọi người ơi. Đó mọi người thấy không? Đấy. Đó, nó có tầm 5 đến 10 cm thôi, nó cũng không quá là cao mà cũng không quá là thấp đâu. Đó, kích thước của nó thì cũng khá là vừa mà nó rất là đẹp mắt nữa. Thì hình dạng của nó là hình trụ và nó có thể là sẽ nhọn ở phần đầu và mọng rất là mọng nước lắm mọi người ơi. Đó, lá thì mọc dài này, mọc rất là dài và cái cành của nó thì thường màu xanh cánh bạc và hoặc là xanh ngọc như thế này. Và hoa của chuỗi ngọc này thì nó sẽ có hoa và nó sẽ có nó sẽ mọc thành chùm nha mọi người. Đó, và nó có nhiều cái loại sen đá mà mình có thể phân loại, ví dụ như là sen đá chuối ngọc bi này, sen đá ngọc tròn, sen đá dài trụ xuống, hoặc là sen đá ngọc đứng đó mọi người. Công dụng của sen đá chuỗi ngọc này là mình có thể phần lớn là sử dụng để làm cây cảnh này, dạng chậu treo hay là dạng để bàn như thế này. Thì bạn có thể đặt cây này trong ngôi nhà của mình, nhất là treo bên cửa sổ cũng được này, ban công, hoặc là mình trang trí thêm cái không gian trong ngôi nhà, ngôi vườn của chúng ta. Ví dụ là mình có thể đổi cái chậu khác đi để mình có thể để ở bàn làm việc này, để ở trong cái phòng khách của chúng ta này, và để phòng ngủ cũng được luôn. Ví dụ nhá, để em thay cái chậu này cho mọi người coi là đây, em chọn cái chậu màu xanh luôn. Đó, đó mình sẽ trồng vô như thế này thì màu xanh cộng với xanh thì nó rất là tông xè tông đúng không mọi người? Đó, rất là đẹp. Đó, thì mọi người có thể trồng ở trong những cái chậu khác và trồng đất mới, thay đất mới thì cây nó sẽ phát triển, nó cũng sẽ rất là đẹp và nó sẽ khỏe hơn đó mọi người. Đó, đây cũng là một loài cây cảnh nội thất mà rất là nhiều người yêu thích, ưa chuộng. Nên là đặc biệt nó có thể tô điểm cho cái các quán như là quán cà phê này, nhà hàng, resort hay là một số cái quán ăn, nó khách sạn thì mình cũng có thể trưng bày cái này rất là đẹp. Ngoài ra thì cây cũng là một loài cây mà có thể mang nhiều ý nghĩa và nó độc lạ dành cho bạn bè, người thân, người yêu trong gia đình của mình, trong những người thân của mình đó mọi người. Sen đá chuỗi ngọc này thì nó tượng trưng cho lòng sắt son chung thủy của người phụ nữ trong tình yêu. Và cái màu xanh ngọc bích của cây cũng có thể hiện với sự tình bạn rất là thuần khiết, trong sáng, không lợi dụng. Và đặc biệt là lá của những cái hạt, đặc biệt là lá như những cái hạt ngọc như thế này thể hiện sự gắn kết này, giàu sang và thịnh vượng. Đó mọi người thấy ý nghĩa của nó rất là đẹp đúng không? Đó,
Thì mình nghĩ là mọi người nên sở hữu cho mình một cái chậu sen đá như thế này để ở trong nhà, thì sẽ giúp cho cái không gian của mình nó độc đáo hơn này, nó sẽ không bị nhàm chán nữa mà nó sẽ thu hút mình, cảm giác như kiểu là nó sẽ giúp cho mình thoải mái hơn đấy mọi người. Thì theo quan điểm phong thủy thì cây cây chuỗi ngọc này thì nó hợp nhất với cả người mệnh hỏa, vì người mà trồng cái mệnh này, loại cây này ấy, thì trong nhà sẽ mang lại nhiều tài lộc này, nhiều may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, thì đồng thời cũng sẽ tạo ra cái không gian mà thanh khiết này, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đó, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta đó mọi người ơi. Thì những bạn mà mệnh hỏa ấy, mà các bạn về trồng cái này, nó sẽ mang lại sự giàu sang phú quý cho những bạn đấy đó. Và đương nhiên là các mệnh khác cũng có thể trồng cây này, nhưng mà nó sẽ không phát huy hết tác dụng của cây có thể mang đến cho sức khỏe của chúng ta, và cái phong thủy nó sẽ không phát huy được hết nha mọi người đó. Và về cách chăm sóc của cây chuỗi ngọc này, thì về việc chăm sóc thì cây cũng là một loại cây không quá phức tạp, để có thể phụ thuộc vào những cái yếu tố sao để mà mình có thể trồng và chăm sóc cây nhá. Thứ nhất là về đất trồng thì chúng ta chọn cái đất mà tơi xốp này, và nó có thể thoát nước rất là tốt, và nếu như mà đất giàu dinh dưỡng thì sẽ càng thuận lợi cho việc mà phát triển của cây hơn. Thông thường thì giá có thể tương tự như là các loại sen đá khác này, vừa dinh dưỡng vừa có thể vừa thiên khô, thiên về khô hơn nè. Và người ta thường hay trộn thêm với cả sỏi nhẹ để đất có thể thoáng khí và có thể giúp cho cây có thể phát triển tốt hơn. Mình sẽ dùng như là than bùn nè, đất trấu mình trộn vào với nhau để cây có thể thoát nước tốt, và đất có thể sẽ giữ được độ ẩm nhưng vẫn thoát nước tốt cho cây, chứ không bị trữ nước sẽ gây ra là sẽ bị ngập úng rễ nha mọi người. Và về cái lượng tưới nước ấy thì chúng ta phải tưới cái, vì là cái cây sen đá này là một loại cây mà ưa khôn, vì thế mà lượng nước tưới cần phải cân chỉnh cho phù hợp với cả loại cây nhá mọi người, cần tưới nước đủ ẩm và tần suất là một lần một tuần đó. Chúng ta chỉ cần tưới ẩm đất đi là được rồi, mà chúng ta không cần phải tưới quá nhiều nước để cho cây có thể là nó sẽ bị ngập úng rễ nha mọi người. Và về ánh sáng thì đây là một loại cây mà ưa khô hạn, nên là khi mà trồng ở trong nhà cho hoặc bóng râm thì có thể mang cây ra tắm nắng một hai lần một tuần để cho cây đảm bảo phát triển khỏe mạnh hơn, nó có thể làm hấp thụ được ánh sáng và để cho cây có thể khỏe mạnh hơn nha mọi người. Về bón phân thì để bổ sung ba cái màu chuyên dụng cho sen đá 2 lần một tháng, duy trì độ xanh và phát triển của cây đó. Ví dụ như là mình thì những cái câu hỏi ví dụ là tại sao mà mình trồng cây sen đá và một số loại cây sen đá khác, hoặc là sen đá chuối ngọc thì tại sao nó lại bị rụng lá và tại sao nó lại bị vàng lá, thì mình sẽ giải đáp cái thắc mắc này cho mọi người. Đó là vì nguyên nhân thông thường dẫn đến cái việc vàng lá và thối lá của chuỗi ngọc đó là bị dư nước hoặc là bị thiếu ánh sáng nha mọi người. Và ngoài ra thì ít gặp trường hợp rụng lá do là thiếu nước. Thì mình xin nhắc lại với mọi người là cây sen đá này giống như là các loại sen đá khác, nên là xương rồng khác, nên sen đá hoặc là xương rồng nó giống nhau, nên là mình khả năng dễ sẽ chịu úng nước rất là tệ, nên là bạn nhớ là phải kiểm tra cái độ ẩm cho cây và không tưới quá một lần một tuần nhé mọi người. Với cái lượng nước là cần cực kỳ là ít cho cây, mình không cần phải tưới nhiều nước. Thật sự mình nhắc lại là nếu không thì nó sẽ gặp cái trường hợp là bị rụng lá là chuyện đương nhiên nha mọi người đó. Lưu ý là khi mà lá bị vàng thối hoặc bị rụng thì ta nhanh chóng cắt bỏ đi cái mấy cái lá mà bị hư hại đó, và vứt vứt rác kỹ càng để không bị lây qua các cái cây khác nha. Và mong chóng là mình sẽ phun thuốc để chuyên dụng bị nấm này, bị mốc này đó. Cuối cùng thì đặt cây ở nơi mà có ánh sáng khỏe đó,
vào buổi sáng, và dần dần thì cây sẽ được đưa ra ngoài thì nó sẽ hồi phục lại và nó sẽ khỏe hơn đó mọi người. Thì mọi người mà muốn liên hệ mua cây á, thì mọi người có thể liên hệ với shop cây đời, vì ở đây thì chúng mình có sẵn các loại sen đá chuối ngọc như thế này, treo như hình này, như là mình đang cầm đây đó. Số lượng thì không hạn chế tại vườn, vì hy vọng là những cái thông tin đấy thì mình có thể giúp cho mọi người. Vì các bạn có thể có nhu cầu mà mua cây á, thì các bạn có thể liên hệ tới mình nhé mọi người ơi. Đó, mình sẽ để địa chỉ và số điện thoại của mình, của shop showroom cây đời mình để ở đây, thì mọi người có thể liên hệ với mình để mình có thể tư vấn nhiều hơn về một số loại sen đá này, một số loại sen đá chuối ngọc như thế này cho mọi người tham khảo nhé mọi người. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp hoặc là có thể ra trực tiếp tại shop showroom cây đời để mình có thể là hướng dẫn cho mọi người kỹ hơn nhé mọi người ơi. Đó, và đang có rất là nhiều ưu đãi phần quà đặc biệt cho mọi người, tại vì là cũng sắp đến Noel rồi đó mọi người, có rất là nhiều phần quà cho mọi người luôn đấy mọi người. Ví dụ mọi người mua combo thì nó sẽ được giảm bao nhiêu phần trăm như thế đó. Đó, và rất là nhiều ưu đãi cho mọi người nữa, nên là mọi người nhanh tay thì vẫn còn nhá mọi người. Cảm ơn mọi người đã qua hết clip của mình, và mình xin chào mọi người.